Đây, kiệt quay đi để cho 4 5. À. Cho sát khuẩn đây. Sát khuẩn rất là được. Rồi. Mua bộ máy chiếu về là bố con đây tự lắp. Đúng không? Quay vào máy này này. Đấy, quay gì cái Còn đấy đây là là cái từ kính. đừng đừng quay nó lắc quá con, đi từ từ thôi, quay nó lắc nó nhìn nó xấu hình ảnh. Bố vừa dẫm cái chân chân qua mặt hình. Trước khi lắp phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hướng dẫn đâu á? Đây, Đây. hướng dẫn dẫn đợi đây nha. Sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn Ui, tôi. sách này không có tiếng Việt à? Toàn tiếng Tàu Ôi trời. thôi. Đây. Đây, Toàn các tiếng bộ Tàu phận với nha. tiếng Trung. Các bộ phận đây nha. Ui, còn tiếng tàu tiếng Trung rồi. Bây giờ mình kết nối thử nhé. Bây giờ đọc Bắt kiểu đầu. gì cơ? Không biết nhưng mà cứ bò thôi. Vâng, bôi cái cả cắm đi. Đấy, mình cắm Tư điện. Lên điện mò. chưa? Lên rồi, lên rồi. Ok rồi đúng Lên rồi, ok rồi. Mắt sáng con biết luôn rồi. không? Cái này để xem nào. Cái này cất đi và đổ nước vào đây. Cái dây HDMI đây HDMI. này. Đây, rất là Đây dài. là dây này rất là dài để nối trần xuống nhá. Vâng. Treo ở trần. Rất là dài nhá. Mua giá mấy bỏ? Rất là nhiều tiền. Chắc vẫn mất mấy triệu. Cái máy chiếu to chả bá ấy. Con tưởng cái máy chiếu nó nhỏ. Hóa ra nó to vừa nặng Máy nữa. chiếu này xem một tivi. Xem Xem phim. được cả 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 phim nữa. Nhưng mà cái máy chiếu này phải Đây dây phải mang ra văn HDMI đây, phòng quay vào đây, quay vào đây, quay vào đây. phải mang ra văn Đây. phòng mẹ à bố? Đấy. Chán thế. Phải mang ra văn phòng mẹ. Cái này chiếu ở nhà chắc to lắm. Đấy, một dây mình sẽ cắm vào. Cái này mà xem chi phim HDMI thì ui có mà hết sảy con bà bảy. Bố chẳng biết đang làm gì nhờ? Đang làm gì vậy?